Theo báo cáo của Công an, các địa phương cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông. Trong ngày thứ 8, giao quân tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ, cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 4 người, bị thương 12 người, giảm sâu so với ngày 21 tháng 5. Trên các tuyến cao tốc, không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trong ngày thứ 8 ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã lập biên bản 15.009 trường hợp, tạm giữ 2.374 phương tiện, tước giấy phép lái xe 948 trường hợp. Trong đó có 483 xe khách, 98 xe container, 1.152 xe con, 10.903 mô tô được ghi nhận vi phạm. Cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã phát hiện xử lý 709 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 1.217 trường hợp vi phạm tốc độ, 4 trường hợp vi phạm ma túy các tổ công tác đơn vị thuộc cục cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc đã lập biên bản một trăm linh bốn trường hợp xe khách hai mươi hai trường hợp xe container sáu trường hợp xe tải hai mươi bốn trường hợp xe con năm mươi hai trường hợp tạm giữ phương tiện tám trường hợp tức giấy phép lái xe hai mươi hai trường hợp Tiếp theo là một tình huống giao thông xảy ra tại Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ khoảng 60 tuổi điều khiển xe Mercedes lưu thông trên đường Quan Hoa hướng đi Bùng Binh, quận Cầu Giấy. Khi di chuyển tới địa điểm trên thì bất ngờ lao vào hai xe máy, sau đó đâm vào ba ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả khiến một người điều khiển xe máy đi cấp cứu, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. May mắn sự việc không có người nào tử vong. Giao thông qua đây ủn tắc nghiêm trọng theo hai hướng.